Rồi chào tất cả mọi người luôn nha mấy anh em ơi. Thì bữa nay nói chung là ba nhóm nha mọi người. Nói chung có nhóm lẻ à, có người à. Đây là anh Hiển là nhóm lẻ. Thì bữa nay mấy chú cháu mình có một chuyến trải nghiệm xa nha mọi người. Và hiện tại bây giờ là mình đang ở thuộc Tiền Giang. Thì mấy chú cháu mình trải nghiệm một chuyến đi tới tỉnh Đồng Tháp luôn. Thì nói chắc cũng trăm hai mấy cây. Giờ mấy cháu mình cũng họp mặt lại hết rồi. Đây là anh Hiển cái miền Tây. Chú Mười chắc biết quen rồi, bên kia là của Gò Công Săn Bắc. À, thấy không? Còn nghe tài xế. Nói chung bữa nay mấy cháu mình mướn chiếc xe đi chứ đi đông quá đông, đi xe ra đi cũng không nổi nữa. À, giờ đang ngồi uống phê bắt đầu sửa sạn chiến nha mọi người. Hy vọng lên tỉnh kiếm mày cặp rắn rồi đi về đâu ha. Có bên cánh thằng Bắc Cầu Công có đem theo quất rồi nó gài đâu nữa. Anh Hiển có đem gì không? Hả? Có đem gì không? Không, có đem mình câu đang câu cá lóc. Có dở gì chứ. Rồi nữa chứ để mấy chú cháu mình uống cà phê xong xưa bắt đầu giếng nha mọi người, lên đường nha, xuất phát. Rồi chừng nào mà mình đi dọc đường rồi đó, có gì hay hay mình quay lại cho mọi người xem. Nếu không có mình lên tới tỉnh mình quay lại luôn. À, đầu 2, 4, 6, 7 với mình nữa là 8 người. Chắc có lên tỉnh có quá không ta? Không có quá chết luôn. Không có con này, không có con kia nó gỡ nợ rồi á. Có à, chú Hải chú đi dọc đường á, có quất mình ghé lại luôn. Lẹ mà nó kêu lẹ lắm. Hiểu có rồi lẹ. Rồi giờ để mình tao uống cà phê nha mọi người. À, giờ là xuất phát nha mọi người. Giờ lên tới tỉnh chắc cũng khoảng 9 giờ rưỡi gì. Để lên xe là 5 giờ 30. Cháu mình chạy tới mới tới có đây sắp ra quốc lộ 50 hả ta? Ôi là trời. Kiểu này mà lên tới trển chắc trời mưa dày là hiểu rồi ha mọi người. Chết luôn. Trời ơi. Hy vọng lên tỉnh đừng mưa. Mưa cái là mấy chú cháu mình không hết rồi, qua đá mây nè. Mưa này mưa lâu. Mình đi tới qua. Qua cái mưa là tới mưa. Trời tới mưa sao. Mưa quá chừng lớn luôn. Đi từ lúc mà 5 giờ rưỡi mà bây giờ 8 giờ. Lâu lắm. 2 tiếng mấy đồng hồ mọi người. 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Là mới tới cầu Mỹ Thuận nè. Tại vì nãy nãy giờ mấy chú cháu mình ghé ăn uống á. Thấy trời mưa quá trời luôn. Hy vọng lên tỉnh đừng mưa. Nếu mà lên tỉnh mưa là mệt lắm ạ. Đi Sài Gòn chiến rồi mọi người ơi, hiện tại giờ nhóm mình cũng tới đây là Phú Châu, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp cho mọi người. Nhưng cái này là mấy chú cháu mình tới đây nhưng mà bây giờ chờ ảnh ra anh rước chứ giờ cái đường xe con vô không được. Xe con vô thua rồi. Từ đây vô trong đó còn khoảng khoảng gần tiếng đồng hồ nữa mới tới lần. Giờ chú Hải ông đem cái máy quất phong tục thử có con quất nào trả lời không. Sao thẹn điền bữa sướng
Nghe chỗ này quá chân, có đồng ruộng lên đây có đồng ruộng. Giống như với mình vậy thôi. Ở đâu? Đây hả? Kiểu gì? Ở chuyện gì? Quên mẹ rồi ta, mới nói quên rồi. Con nào tả lời không? Đồng ruộng mênh mông. Đó, giờ xe đét á, mình chạy thẳng dữ luôn. Dạ, dạ, dạ. Vậy là giờ mấy chiếc cháu mình gặp được ảnh này nha mọi người. Mừng quá. Còn thằng kêu đi kiếm trước hả? Đi rồi, mới gặp ảnh nè, anh kêu... Ngồi đây đi, lại chạy anh ra đi. Vậy là mình thấy ở dưới kia chứ không phải là ở đây hả? Thằng cháu nó ra nó gặp hai lần rồi, mà trên trển nào nghe cái vườn quýt không à. Dạ. Có đồng ruộng gì như dưới đây không anh? Hồi xưa thì đồng ruộng, bây giờ ta lên vườn á, cũng như một người lên vườn trồng quýt thì cắt người lên hết. Dạ. Trên thì đó nào ngay chứ đó gắn gì lắm. Dạ. Mà anh trển thì nào ngay đó, giờ tôi nói tôi cũng không có ít gì. Thì hy vọng giờ lên đây bắt bạn cặp đi về nè. Có đâu mừng rồi. Ở đây có quất không anh? Trên đây hả? Ít nó súng nó bắn hoài hả? Trời. Quay phê đi. Không có súng bắn thì đúng rồi, bắn ba cái. Làm phê đá đi anh. Uống phê đi, giờ uống phê đi nha mọi người. Ở đây gác. Hả? Có nghe kêu rồi không? Trời ơi, gác có rồi đâu, súng nó bắn hàng ngày phun kêu. Thôi vậy là mình có tương lai đó. Có. Nói vậy là có là mình có tương lai à. Thấy dùng có nó cũng phải còn dạ. Hồi nãy là mình quay cái đoạn đầu tiên á, là mới tới cái điểm tập kết à. Còn giờ là mới tới điểm này. Ủa đây là kêu đâu anh? Mày xã gì á? Mày xã gì chị? À, xã Tân Phước. Xã Tân Phước. Xã Tân Phước là của chị. Ấp gì? Ấp Tân Phú, xã Tân Phước nha mọi người. À, giờ mới tới điểm là anh dắt vô đi bắt cá nè. Khoan khoan khoan, để chú bảy nó đồn về nó quên trời. Đồn về nó chứ. Giờ mình lấy đồn về là mình đi kiếm nha mọi người. Hy vọng sẽ kiếm được con hai con nè. Khoan không chú bảy? Đi chắc giờ mấy tiếng cơ. Nếu mà hồi nãy mình tới ngay cái điểm đó. Giờ 10 giờ. Tới ngay cái điểm hồi nãy mình tới á. Rồi tới đây nữa khoảng 30 cây á. 30 cây có luôn á. 36 cây hả? Nói tiếng hồ ghê chưa? Đó. Lấy đồng nghề ra. Nè. Nhìn ghê vậy? Có biếu không ông? Thế nào hả? Nè, tao thôi ngủ rồi. Tao chưa, tao mới ngủ dậy. Như mình mới xe keo à. Ờ. Nói chuyện giờ để mình sổng đồ đạc là mình đi kiếm nha mọi người. Hy vọng sẽ kiếm được rắn. Ở đâu? Bé này hả? À? Ừ. Bé này thấy hả? À? Ừ, nó... Dạ. Trời ơi, nó 16 tuổi rồi lớn á. Cái gì? Nó thiệt chứ. Ôi, 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 rồi ơi. Vậy chừng nào có vợ không? Lát, con trả lời lại một lát. Rồi giờ bé này nó thấy nha mọi người, thì giờ nó dắt mấy chú cháu mình đi. Có không? Có quá không? Thấy chứ không có cái này là mình bắt cái kia luôn. Để không có rắn rồi mình phải có cái này cái kia quay cho mọi người xem chứ. Mà nói trước mọi người luôn, bây giờ không có cái gì mình cũng đăng những cái cuộc hành trình của mình với mấy cháu đi xa. Cũng đăng lên chia sẻ cho mọi người xem. Đi từ Gò Công lên tới... Từ Gò Công Tây mà thì Tiền Giang Gò Công Tây đi lên tới Đồng Tháp. Cù Lao Dung. Cù Lao Dung hả anh? Đây là của Cù Lao Dung nha mọi người. Lai Dung hả? Lai Dung. Nói chung mình không có rành gì mấy. Đổ quýt. Ở đâu? Ở đây hả? Xin hỏi nữa hả? Dạ. Có không? Ờ, có quá kêu mà. Vô đây quất mới ngon nè. Kinh sát bên đây nè. Dạ. Ảnh hả? Ừ. Là chú cho con hỏi nữa chút xíu. Đúng rồi, cho tao hỏi con. Là cưng nó bị nó lượt luôn hay sao?
Dạ, nó em đang đi dòm mấy kia cái ở đâu dòm xuống cái xác bên cái nó ngóc đầu lên khủng cái mổ hụt cái la lên nó sợ chạy quá chừng vậy ghê ha. Thầy vòng vòng đây đó hả? Dạ. Nhìn mấy cái bò cao cao nè chú bé này. Là có một lần nó bò vô nhà nè hả? Dạ. Hồi lúc là em gặp con nó buổi trưa là tối tối là về đi chơi về cái là gặp nó có một con nhỏ nó bò vô nhà. Dạ vườn bên tâm tập. Cao thôi, cái trái quá chừng luôn coi. Không mọi người. Tại vì cha mày bán cái gì nữa bê. Đủ mẹ. Tại vì ở trong đây chứ. Hết người đi tới mọi người. Hết người đi tới bắt đầu rắn nó mới ra ban ngày. Chứ không phải dưới như dưới khu vực Gò Công Đông Gò Công Tây mình. Tiền Giang mình ở dưới là người ta đi ruộng thời gian ta đi ruộng nhiều quá. Thì rắn nó mới không dám ra nó rút trong hang. Còn còn cái này là rừng không à, ít người tới lui á. Cam nè. Mẹ lên đây xem cam mà lên đây chứ gì để ăn. Ơi. Cam này chắc cỡ gần 100 g ha Tân ha. Rồi. Cam này cam sành hả anh? Thấy chú. Sành. Cam sành. Cái nào đó con? Trời ơi, mẹ. Thấy chú nào đâu? Thì cha mẹ dạ, nguyên cái bò đó. Cha mẹ nói là cái vườn bên đó nó qua đó bữa hả mình tặng đạp bên đó một con nó cái vườn đó hồi đó gì gặp mấy rồi đó đó vườn bên đó đó là một công hồi đó con chó nào mà vô là chạy ra chết chào đúng miếng chết đó. Trời ghê vậy là bây giờ ta khai phá mà ta không có dám bỏ bây giờ ta bỏ ta đâu có trồng cái gì nhìn nó trối vô tổng là ta chạy ra tàu bột chết cái này tôi đổ cho nó bên đây nó qua quá à. Dạ đúng rồi mà cưng cưng gặp ngay chỗ nào gặp ngay chỗ này hả? Nó rồi nó ngóc lên cái bò vô đây nó bò vô đó là mất tiêu luôn hết hồn chạy luôn ừ. Rồi khả năng rắn hổ chắc cứu rồi mọi người ở đâu bé chắc cứu rồi rắn hổ rồi dẫn nó guồng vô một hò cái bò giang con thì nửa ký tới 700 g đó rồi tôi đi vô nhà luôn. Ở đây dắt sáng người ta cho ta tứ vườn không không mưa người ta không tứ là thôi chứ không ai đi ruộng. Dạ. Lặng. Bờ kinh. Quá trời cái bờ đê là cao kìa. Đây đâu quanh năm đâu có ngập. Quá chừng mấy cái bờ kinh này nó cao ghê chú mày. Có chuyện ngách nó qua đây luôn á chú mày. Có dấu hay vậy? Có dấu không? Nó không được. Ừ. Mấy cái bờ này là hổ ở không thì đó chứ đâu ừ. Đó có hình như có dấu này đây nè dòm thấy không Tâm này dấu này dấu cũ quá không nãy giờ đi chưa đụng cái hang nào có dấu trời. Nếu mà đụng cái hang có dấu của chừng có rắn á. Quá thầy Quýt. Gì vậy? Đâu đây hả? Cái mùi đào mấy trong nè mọi người. Có dấu không? Chú mùi. Đặt cái gì tổng nha. Đâu cũng có lấy đó chú mời. Mở ra. Câu chuyện trong đây nó ăn ngoài đó chú Bảy ơi. Chú Bảy giờ mới hang quải đi chú Bảy. Trời ơi hang này giấu nè mọi người ơi. Giấu quá trời giấu luôn rồi. Nè lá quậy nè cầm quải đưa chú Bảy coi nè. Hang này giấu dữ lắm. Ừ, quá trời dấu rồi chú Bảy ơi. Chú Bảy đâu rồi? Ê ê ê. Ê gì? Đây nè chú Bảy. Đâu rồi? Đưa đây nè. Đây nè. Giống dữ lắm.
muốn lưỡng luôn hả chú ba? Vô mới lắm á. Vô đây nè nè. Á đi mình không có đem cái thằng pin luôn ta. Bây giờ má thấy được cái đầu chuột này đó. Dạ, cái gì? Ôi trời ơi, cái hang bự. Đường một đi ra luôn hả chú mày? Đâu bên đây có ngách nào không? Bên đây không có ngách hả? Quá trời cái hang nó đụng nè. Bên này đổi gió lên Đồng Tháp kiếm rắn khủng khủng rồi coi. Đây mấy ổng đi chích bia mà không có con nào chứ ký chưa đó. Rắn hổ quá anh. Rắn hổ á. Ờ ghê vậy. Cái ông mà chỗ nãy mình ghé cái nhà trong nó không chích con ký 7. Trời ơi. Trời ơi. Ôi cỡ đó nó bự đã cho coi. Còn bữa thở mà ông ấy ông kia chích con ký 6. Này ra dòng đó không đắt. Ừ, cái hang giống mới vậy mà không còn đi buồn thì chứ. Ờ. Còn cái đó có hang nữa hay gì đó. Còn cái hang giống mới quá mới luôn. Giống mới bét kèn luôn hả chú bậy. Lên đây là đi đi trên khu của Đồng Tháp này là không sợ. Vô cái vườn quýt vườn cam là không sợ bị khát nước nha mọi người. Quýt nè. Ôi đã ghê không? Cam nè. Cam này nãy nó kêu nói cam gì? Cam sòn. Cam sòn. Đây nè quýt. Nãy có mấy trái được trái hai trái cam đồng tiền nè rồi. Mời cô chú chị nè. Miếng quýt. Quá ngọt ngọt ngay luôn á anh Sào. Ủa anh Nam. Số 10 đi kia rồi. Chứ mà nãy chắc làm mới là quá. Ừ. Nghe rồi. Dấu đâu? Hang đâu có dấu á. Ghê vậy. Tính đi quay quất. Cái gì? Cái gì? Cũng nâu rồi đó. Hai con gì? Này. Hai con gì? Có. Rắn hả? Trời ơi. Vô mọi người ơi. Vô. Nè, một con. Trời ơi. Hai con. Anh Hiển, anh Hiển anh vô. Ơi. Cười thiệt cười chứ. Thằng nào có dấu? Hai con rồi, hai con ơi. Anh hai con, em hai con ơi. Chết luôn. Chết mẹ. Bứng lên chồng lại ai biết thì chú mười bứng với ai bứng có gì bứng chú mười chứ bứng con đâu. Dạ cây này gớm ấy đi có gì chồng lại đâu chồng ta móc sình lên rồi ta ha lại mẹ không chết thôi. Đâu dấu đâu có thấy cái dấu nào đâu. Chưa từ từ đụng nãy ta ấy rồi nãy giục rồi. Bằng cái dấu tổng nhà nãy không? Bạn giấu tông nhà nãy không? Thấy đâu gì đâu? Mua máy à? Dấu đó dấu cũ. Chú bảy đằng kia nữa coi. Chưa chứ bên mình chưa có chứ bên Gò Công Săn Bắt là lộm đựng cặp rồi đó.
Đó, trời, rồi con thằng bắt giả lên cái anh đó, hai con quất đã ghê không mọi người. Mọi người muốn xem chi tiết từ đầu tới cuối qua cầu công săn bắt là chi tiết luôn. Nó quất kêu tản rồi. Nè. Y như mình bữa mình đi Vĩnh Long á chú ơi. Y khu mình đi Vĩnh Long. Coi đổ mày không lẽ tới thông lên đây chú ơi, chú ơi. Lẽ thông lên đâu này. Chỗ ăn này. Trời ơi nè. Ê, gì? Lấy cướp mẹ ơi. Lấy cướp con gì? Không, không. Dạ. Ôi, trời, đây. Con gì, con gì, con gì ấy. Sao đó? Đụ má sáp mày ơi. Chữa thề. Đâu? Trời ơi, ghê. Đây nè. Đây nè. Nó đang thù lùi rồi mọi người ơi. Rồi. Từ từ để quay tứ rồi tới anh. Nè, thấy không? Đó. Còn một đống đó. Nè, sao cái hang đơn giản quá vậy? Trời ơi, đơn giản ghê vậy. Nó quần hang đó mà nó không vô ăn góc đó. Chú bảy nữa. Ừ. Nó quần hai con cóc vậy đó. Lấm. Đâu. Để cho mấy anh em quay vô đi. Anh bạn. Cái nó quần cái góc mới trên đó. Rồi, bữa nay trải nghiệm đi trên cái gì? Đồng Tháp. Lai Dung Đồng Tháp nha mọi người. Quá xa rồi. Giọt xéo. Đang phù lùi luôn. Sao? Trong rắn này không? Cưng thấy giống rắn đen vậy không? Con này là con rắn độc á. Trời ơi ghê không? Ôi dồi dữ kìa. Đâu, bự không? Trời đúng rồi. Phải không? Con kia bự hơn nha. Dạ, nam. Rồi, coi đi chui cái lỗ vô lên kia kìa, coi cái lỗ tổ. Bãi đứng mấy bản này bãi đứng mé bình nam bãi móc không mé đó rồi. Rồi ghê chưa? Đi đưa mượn cái cây. Đây đây túng lỏng mà chạy đâu? Chạy đâu? Ê! Trời ơi nó bự kìa. Con này giờ má luôn. Đưa bãi rồi nắm cái đuôi uốn cái đuôi lên mới được. Con này không phải nhỏ đâu á. Cái nào cái đậu đậu đuôi. Trời ơi. Đuôi nhỏ. Ê bự. Trời ơi này giờ má luôn mọi người ơi. Cái chân nó lên ngay đâu ngay cái chân của chú Bảy á chú Bảy. Cái đâu đó có không có chỗ đó. Cái đậu lên nè, cái đậu ra nè. Hả? Đậu ra mà không. Đây nè cái đậu này. Con nó ra đi, bãi buông cái đuôi đi. Đánh. Buông đuôi đi cho nó chạy lên. Cho nó chạy ra. Bãi buông đuôi đi. Em nghe đang coi lấy rắn ra. Buông đại ra, tung đại đây kìa. Xuống nữa bay luôn nè. Bay. Chạy rắn này không? Bay luôn đó. Nghe chỗ mình đứng mà ngồi đây chút. Gốm. Đọc cho nghe lỏ. Ừ, người thấy không? Đâu phải cái con rắn hổ sáp nó nằm trong lùm cái bụi đâu. Đơn giản không? Được rồi, chút xíu à. Anh thấy làm đơn giản của đàn không? Rồi. Để rồi. Trời ơi, nó chà bá lửa luôn cờ. Rồi. Thấy rồi, rắn nó rấy ra nè. Mày nắm đuôi lên luôn, gịch lên luôn hả? Rồi. Mày đứng mấy kia đi. Nó lọt ngoài ra. Mấy kia đi đào tới luôn. Đứng nó ngoài. Nó tỏ đầu ra rồi kìa. Trời ơi. Ghê à. Ghê đứng sống luôn à. Đi gì vậy? Nó qua cái góc dừa á. Lỗ góc dừa không? Không, nó trở đầu lại rồi nè. Anh em cứ từ từ bình tĩnh. Từ từ đừng nóng. Từ từ. Đừng ngoài cái đầu ra kìa. Để dội xuống luôn đi, sập đuôi lại. Để vô xuống luôn. Bắt luôn đi, đè đầu nó bắt luôn đi. Để vô xuống luôn đi. Nó. Rồi. Mã chạy ngồi vô mọi người. Lên đi cái đại lên đó. Tiên sùi lùi. Anh đây nè. Rồi mọi người ơi. Ký phải ru. Về cho. Đó. Đó. Xa ra cái đưa đụng vô cái đầu nó lên rồi. Xa xa cái chân của bạn. Đó, thấy ghê chưa? Nó táp cưng vậy phải không? Nó táp cưng vậy phải không? Cưng cái máy. Được cưng hả? Đừng. Nó được thằng này mọi người. Mọi người thấy cái mặt trăng không nè. Nó được nhóc này chưa? Nó phành mang cái vậy luôn hả? Mọi người ơi. Chọc cánh. Chọc cánh. Mọi mặt trăng hết rồi. Ghê mặt trăng không? Ê! Ê! Mớp luôn! Ghê thì cái hàng chí nó được nhỏ chạy phải rồi. Mọi người thấy quay toàn cảnh mọi người nè. Quá trời anh em quay luôn. Nè! Lẹ lên để chú Bảy bắt à!
Con này chú hổ đất đó chú Bảy. Con này Đó, mọi người ơi. Này con này chắc con này từ 1 kg hơn ký á. Đó có nhiêu vậy đó hả? Quá rồi cái mang đẹp. Rồi bắt đi chú Bảy ơi, được rồi. Rồi luôn. Rồi nó đậu chín rồi. Lấy rồi cho xuống dưới đè luôn đi. Ngày để đi là lát bấm cái là rửa đó. Không sao á. Nó không chín từ lưa. Chú Bảy đem bắt đi răng rồi. Nó cũng răng luôn. Gãy răng luôn hả? Nói vậy chứ đâu gãy. Cắn nọc dính tường luôn. Đấy. 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 Đây. Con thử luôn. Lộn đầu cái nhà. Đây chú Bảy đưa cây được con. Quá hên. Giữ nóng giữ lạnh ghê thì chứ. Em đâu có dám đưa vô nó đâu, vô nó cắn hư máy hết đâu luôn á. Mất máy luôn. Rồi. Rồi rồi. Đây vô. Đây vô. Cắn bè luôn. Đây nè mọi người. Con rắn. Con này hấu đất không có tin hấu đất hả ta hấu khác đất, nếu mà mình ở dưới là mình kêu con sáp chì nè. Còn ở trên đây không biết kêu con rắn này là con hấu đất hay con hấu sáp nha mọi người, tại ở không dưới có, mình á con này thì nó không được đen luôn, nó không được đen dữ. Con này là con rắn độc nha mọi người, con này trắng nè, xem cái đầu nó nè, cho mượn cái máy em coi đây nè, trắng lọc nè, sáng mướt lưng nọc dính tôi lưa cái máy ghê chưa, sáng mướt lưng luôn nè, thấy không? Thôi được, thôi được rồi. Vô túi đi. Cắn luôn. Nó cất cái đá lên nè mười. Quá xá quá xá, bữa nay mình đi lên Đồng Tháp này mình lập công cứu đúp. Con này chắc kiếm mốt. Con được con hổ sáp nha mọi người. Đơn giản vậy trời. Cái hàng đơn giản không? Đơn giản mới đầu. Đâu phải là nó nằm như chú Hải bữa mình đi ấy thấy không? Lý Tân Thành á, đào vô cái ăn đơn giản bắt. Chịu có dễ dàng luôn không? Nè, bé trai này bị nó mổ mọi người. Bé trai nè, là bị nó mổ 2 lần. Xích xíu nữa mất mạng vì con rắn hổ mang này nè. Mà nó nói con này nhỏ hơn cái con nó thấy nữa. Ở đây là khóm lại nghe chú đào á. Ở đây là mấy anh em mà đi chích cá là người ta mấy ảnh nó chích là được con ký 7, ký 8, ký 6 hoài luôn. Rắn hổ sáp này nè. Con nào cũng lấy bự vậy đó. Con này chắc cỡ chiến 2 á Tân ơi. Không, đừng có đón không có túng đâu. Lấy cái cần chính xác. Không, con chắc cỡ chiến 2 á. Chút xíu mình phe mọi người cái này nữa. Chạy mấy rồi? Mấy? Đi qua rồi. Ký hai mấy con này ký mốt mấy á. Ký hai á. Thấy không? Thầy ơi. Con này nhiêu? Thầy ơi. 1.4 kg. Một ký 240. Để chơi với con này 1.40 kg nha mọi người. 240. Từ 100g còn ký 140. Vậy không tính 142 kg. Hết. Rồi xong. Gỡ nợ. Ký 122. 1.240 kg.
gỡ gỡ nợ, gỡ nợ, gỡ nợ đừng trắng rồi. Đủ vốn rồi. Rồi tưởng sáng giờ tưởng trước quất cái vốn rồi chứ. Bỏ vô một xe đi anh. Bỏ vô một xe đi anh. Quất nãy giờ bay 3 con luôn. Rồi giờ để mấy chú cháu mình đi kiếm tiếp cho mọi người. Nãy kêu ghê luôn á. Này là anh Nam rồi nha. Rồi, cái này là anh Nam rồi nha chứ không phải mình nha. Đi lên đây. Đi này bắt đám cô đi hai đi hai cam. Ừ. Chỉ cam con bé đó nha mọi người. Cháu không có con mà cái bự con này đó bé đó. À, quá luôn chú Bảy cho chắc chú Bảy. Rồi con đeo lên lưng á chú Bảy ơi. Rốt. Quá ghê. Vậy là chắc cú. Bỏ vô hai túi cho chắc con nữa đó. Trong bọc quà bọc chắc gì đâu. Bỏ vô hai bọc đi cho nó chắc. Từ hồi sáng giờ có được có con đó. Lại rồi. Rồi để mấy chú cháu mình đi kiếm tiếp nha mọi người. Cái này nè, bây giờ cái này là bắt đền chú Hải nè, tại sao? Là mua ông nói gì nói gì? Chú Hải phải ở đây đi mua ông nói nữa đây cho người ta. Lát ông nói gì nữa. Trời ơi, ông chạy con rắn chạy, ông chạy té gãy. Ông đi con rắn cho ông chạy, ông té gãy. Thầy chứ, đi đông đông vậy vui mọi người. Giờ anh hiển được cái máy anh nè. Từ từ nha. Dông đó. Mà bây giờ sao nó ruộng. Ở đây ban ngày đáng hổ đi với nha. Kỹ kỹ chút xíu. Thì đó. Cổ này không cũng chua dữ rồi nha. Ở đây đừng có ẩu ẩu không được. Ở đây là rắn nó đi ban ngày. Ừ. Chạy tới nhào tới chụp rồi sao thấy đang mông đứng lại phải không? Đổ vô cỏ là mất liền. Nó vừa lủi vô thấy con khúc mình nó ở trong cỏ nè, nó làm cái rột. Rột đây nè, đây có cái đường chạy đây nè. Từ nó xuống mương này chứ đâu. Tới rồi, thấy đen, đen thấy đen đừng có nên chụp ổng tả không được, nguy hiểm lắm. Nó chạy qua hướng này hả? Nhiều khi con rắn độc mình đâu có biết đâu. Chạy lại đây là con chừng nó lại lên trước đầu rồi đó. Bỏ quá bỏ. Không mà bằng cái ống nó mờ đen thù lùi mà. Hả? Đen mà. Đây nè, khúc đuôi mà cái này đây mà. Thấy cái khúc nó lên khúc này nè. Lẹ lắm lẹ coi chừng không không may á mà đang mung mà ông ngồi á thấy tôi tính chốt rồi đang mung tôi cận rồi đâu ta hay vậy ta vừa một đại đội luôn rồi bây giờ đào đi đầu rắn được con rắn rồi giờ không thèm đi đầu nữa đi đầu rắn được con rắn bây giờ tới đi ăn trộm nè thế giờ tới đi ăn trộm nè thấy chứ cái em trai này bị cái con rắn nó mổ xém bị cắn nha mọi người thì giờ mình lên bắt được con. Thằng bé nó còn con nữa mà kiếm không ra nổi quá trời luôn mọi người coi cái quang cảnh như vậy nè sao đi kiếm cho nổi đi kiếm còn 3 ngày chưa hết này nữa hên sao được con rắn nó nằm tống lỏng đầu mấy búa lụm được con rắn giờ chắc bây giờ chú Hải đang đang bay quất đằng đó đó thì giờ mấy cháu cũng kết thúc clip này đây luôn lại mình đang quay quất đang á nếu có mình up clip sao cho mọi người xem không có thì thôi luôn mình up clip này. Thôi chào tất cả mọi người luôn, kết thúc mấy huynh đệ ơi. Rồi chào anh em luôn. Chào anh em cái em trai. Trời ơi, bắt được rắn mừng gần chết luôn. Đang ra giường rồi ha. Rồi chào tất cả mọi người luôn nha.